lên ấy, rất là êm luôn. Bây giờ chị cho em ngồi thử nha, để tí về sushi sẽ vô cùng thích thú luôn. Êm không, êm không, thích không, thích không? Chị sẽ làm cho em một ngôi nhà thật là xinh nhé bé yêu. Ngồi đây nha, ngồi đây đợi chị tí, chị sẽ làm cho em một ngôi nhà cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay sushi đi học, sushi không có nhà nên là chị sẽ làm cho em. Chốc về chị đảm bảo là sushi sẽ vô cùng ngạc nhiên luôn. Ô, chào con gái. Ơ, ba, con đang làm gì? Con đang làm gì ấy? Ba ơi, con đang làm một ngôi nhà cho em búp bê đấy. Em sushi rất thích em búp bê này luôn, mà em này thì lại không có nhà nên con đang làm cho em một cái nhà ấy ba. Ô, con tận dụng cái chai nhựa nhà mình uống xong rồi mình bỏ đi mình làm ngôi nhà. Vâng ba, đẹp cực luôn, con đảm bảo chốc ba sẽ bất ngờ luôn. Bây giờ con đang làm cái mái nhà, xong rồi con làm cái thân nhà. Mà ba ơi, chai nước này rất là tiện luôn. Nó có cái này nhưng mình có thể khoét thành cái cửa cho ngôi nhà được luôn đấy. Ý tưởng của con hay đấy. Bây cái này chúng ta vừa có đồ chơi này, vừa có thể đảm bảo bảo vệ môi trường đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, dùng đồ tái sử dụng lại này này. Vâng. Thế con làm đi nhá, ba đi vào nhà đây. Vâng ạ. Đấy, chị còn làm mái nhà cho em nó cong cong lên để cho nó xinh đẹp ấy. Nè, nhìn nhà của em xem, chị còn làm cửa cho em nữa này. Đó, một mái nhà như một bông hoa luôn, rất là xinh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sơn màu nha. Rồi, em thích màu đỏ đúng không? Sushi cũng thế, rất thích màu đỏ luôn. Trong lúc chúng ta chờ đợi nó khô thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Một con mắt. Một con mắt ở đây nữa là nó sẽ đẹp. Máy này bắn rất là tiện luôn. Wow, wow. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái bông chim này, nó sẽ rất là xinh. Ở đây có 3 sắc độ, chị sẽ sử dụng hết cả 3 sắc độ cho em yêu nha. Để cho bạn gấu của chúng ta sẽ có một bạn gấu yêu của Su đấy. Cái này nó hơi bị nắng nên chúng ta làm phải cẩn thận một chút, nó sẽ phải vào tay luôn. Chúng ta sẽ phải quay hết đi chỗ này thì nó sẽ vô cùng đẹp luôn. Những bông hoa xinh xắn sẽ được gắn vào đây. Trời ơi, nó sẽ thành là một ngôi nhà đáng yêu luôn. Một ngôi nhà toàn hoa là hoa. Trời ơi, lần đầu trong đời mình được nhìn thấy một bông hoa màu xanh luôn đó. Đến Su cũng về rồi cũng phải ngạc nhiên và cảm ơn chị Masa. Trông khá là đẹp đấy, đúng không? Một ngôi nhà rất là xinh, tí nữa mình sẽ phải cho một ít bông vào trong nữa. Đó. Bây giờ nhá, chị sẽ làm mái nhà cho em nha. Đảm bảo là em sẽ có một ngôi nhà cực kỳ dễ thương luôn. Và sẽ bảo Su rủ thêm mấy bạn nhỏ nhỏ xinh xinh nữa vào đây ở cùng em. Không biết là Su để đâu mấy bạn đáng yêu đến nỗi rồi đấy. Đây, cái cửa phải quay về đằng trước. Đấy ạ. Không thì nó sẽ bị... Cửa quay về chưa nhớ? Rồi. Em nhìn này, ngôi nhà của em rất là đẹp đúng không? Bây giờ chị sẽ cho một ít bông vào đây nha. Đấy, có cái gì đẹp là chị cũng phần em hết đó nha. Cái này vào đây trông nó mới đáng yêu. Vào đây nhá. Rất là êm luôn. Bây giờ chị cho em ngồi thử nhá, để tí về sushi sẽ vô cùng thích thú luôn. Êm không, êm không, thích không, thích không? Trời, xinh đấy chứ. Một ngôi nhà búp bê mà chúng ta có thể tự làm được luôn, rất là xinh luôn. Chúng ta có thể làm bông hoa này, làm cây nấm này. Trong mơ chị sẽ làm cho em một cái nhà để nuôi nấm nữa nha. Ý, quá xinh luôn. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.